là mẹ em sắp về tới rồi đó. Anh ngồi chờ chút nha. Mẹ nói là khi nào anh tới thì kêu là chờ mẹ chút mẹ về liền. Nhưng mà bác đi đâu vậy em? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà tự nhiên lúc đó mẹ vội lắm. Hả? Mẹ về rồi kìa. Con chờ bác có lâu không? Dạ, dạ cũng không lâu lắm. Ngồi xuống đi con. Đây, bác có mua ít quà cho con. Con xem có thích không? Sao bác lại mua quà tặng cho con? Bác có ý như vậy. Bác muốn nhận con làm con nuôi. Nếu như con đồng ý thì bắt đầu từ ngày mai cứ gọi bác là mẹ. Và Uyên Nhi sẽ là em của con. Mẹ. Bác biết. Bác biết là con hơi bất ngờ. Nhưng bác cũng đã nói chuyện này với má của con rồi. Và bà cũng đã đồng ý. Má con đã đồng ý? Đúng vậy. Con à, còn món quà này xem như kỷ niệm ngày bác nhận con là con nuôi. Quả thật thì con hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ con rất quý bác với Nhi. Con xem bác với Nhi giống như là người thân trong gia đình con vậy đó. Còn việc bác muốn nhận con làm con nuôi, con bất ngờ thiệt. Bác cho phép con về hỏi ý kiến má con nha. Được, bác chờ được. Con cứ về gặp má con. Sau đó thì cứ lên đây trả phòng trọ và dọn đến đây ở cho tiện, nghe con. Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết trước để con chuẩn bị tâm lý cho ảnh? Mẹ không thấy là mặt của ảnh nó sượng sùng lắm sao? Thì mẹ cũng đã chờ cho Quốc suy nghĩ mà con. Ý con nói á, tại sao mẹ không nói cho con biết để con dò ý ảnh xem sao? Chuyện này rõ ràng là quá bất ngờ mà, còn ý ba nữa. Ba con cũng biết và cũng đã đồng ý. Nhưng mà con... Con sao? Con cũng phải tập dần cho quen đi. Sau này Quốc sẽ là anh hai của con. Mẹ nhắc lại là anh hai, hiểu chưa? Nhưng mà mẹ... Mẹ muốn nghỉ ngơi. Con thấy thì sao? Dạ, con muốn biết ý kiến của má về chuyện này như thế nào. Bởi vì chiều nay á, con mới nghe bác Phương nói, con hơi bất ngờ, con chưa dám trả lời. Nhưng mà ý con sao? Cái chính á là con có muốn như vậy không? Dù không nhận là mẹ nuôi, nhưng từ lâu con rất quý trọng và xem bác Phương giống như là người mẹ thứ hai của con vậy đó. Má biết không, mỗi lần mà nhìn bác Phương, con có cảm giác lạ lắm, thân tình như ruột thịt vậy đó. Còn những lúc mà bác Phương quan tâm chăm sóc cho con thì lúc đó trong lòng con lại dậy lên một cảm giác rất là khó tả, tự nhiên mà thân thuộc. À, y chang giống như là mỗi lần mà má lo lắng chăm sóc cho con vậy đó. Má, hay là tại vì con xa nhà xa má cho nên con trống vắng, vì vậy mà con dễ đón nhận sự quan tâm chăm sóc của người khác. Má yên tâm đi, nếu như mà má không đồng ý con cũng sẽ không chấp nhận đâu. Má ơi. Má. Alo. Alo. Má có nghe con nói không? Má ơi. Nghe. Má vẫn nghe nè. Má thấy là con nên nhận bác ấy làm mẹ nuôi đi. Má thấy cũng tốt. Má cũng nghĩ vậy hả má? Thôi chuyện này để mai mốt con về quê rồi má con mình nói chuyện nhau nhiều hơn ha. Khuya rồi, con ngủ sớm đây. Má cũng ngủ đi nha. Con ngủ đi nha. Mẹ ơi, những năm tháng tuổi
thơ ngày nào trong vòng tay yêu thương từng ngày, cho đời con bao nhiêu ngọt ngào. Giờ đây trong cơn mơ con luôn gọi mẹ, nơi bao la giữa dòng sông xanh, sinh con ra trong bao cực nhọc, nuôi con khôn trong bao tình người. Con đã tìm về đúng với cội nguồn. Dù thời gian cho nhiều số phận, dù cuộc đời sớm nắng chiều mưa. Dành cho con cả ngàn đời mãi mãi không phai. Anh nghe nè. Anh chưa ngủ hả? Sao giờ này chưa ngủ mà còn gọi cho anh? Sorry anh nha. Có phải là chuyện hôm nay làm cho anh khó xử lắm đúng không? Anh thông cảm cho mẹ em nha. Không có gì đâu em. Em cũng bất ngờ vì chuyện này nè. Em không hề biết trước. Anh đâu trách gì em đâu. Anh nè, nếu như mà anh khó mở lời á thì thôi nha, để em nói với mẹ ha. Em tính nói làm sao? Thì cứ bình thường như nào giờ vậy đó. Mẹ con chi khiến cho anh ngại ngùng, còn má anh nữa làm chi? Má anh cũng... Má anh đã đồng ý. Cái gì? Cái gì? Má anh đồng ý cho anh làm con nuôi của mẹ em hả? Ừ. Trời đất ơi, hôm nay là em chán hết hai lần lận đó. Em không có nghĩ là má anh đồng ý nhanh chóng và dễ dàng như vậy đó. Anh cũng không hiểu nữa. Má anh không hề khó chịu hay là phản đối gì cả. Má anh nói á, nếu như mà con thích thì con cứ đồng ý. Vậy rồi anh sẽ làm anh hai của em hả? Em không chịu hả? Không, em chưa có chuẩn bị tinh thần. Ủa sao kỳ vậy? Đáng lẽ là anh là người sốc nhất, chứ đằng này em còn sốc hơn anh nữa. Thôi, em không quen đâu. Tự nhiên cái anh trở thành anh hai của em, sao được? À, anh biết rồi. Hay là nghe nói anh về nhà ở, cho nên ganh tị với anh chứ gì? Không có phải. Ý của em á là khó à. Sao mà anh hai? Trời đất ơi, kêu người ta anh hai mà sao có vẻ khó nuốt quá vậy? Thôi, em muốn điên cái đầu luôn đây nè. Thôi, không chọc em nữa. Anh tính là cuối tuần này anh về gặp má, rồi nói rõ với má về chuyện này. Ngủ đi, khuya rồi đó em gái. Dạ, vậy chúc anh ngủ ngon nha. Phải kêu bà anh hai chứ. Chúc anh hai ngủ ngon, nói cho anh nghe. Xong chưa? À chị. Kêu xe tải hả? Dạ không. Đi xe tải kia cho tốn tiền. Để chuyển từ từ bằng xe ba gác được rồi chị. Ngon rồi nha.
Nghe nói gặp bà má nuôi về biệt thự ở hả ông? Tuổi này tốt lắm nè, ra đường là có quý nhân phò hộ hả? Từ vậy trở đi chị là khỏi lo lắng hồi hộp cho nó nữa rồi. Dạ. Có bà má nuôi già quá cỡ. Dạ. Cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua. Đâu có gì chị, tôi cho thuê nhà lấy tiền mà, đâu có gì đâu. Mà nhắc tới cái vụ đó tôi mới nhớ nè, hình như nó hợp tuổi nhà tôi đó, mới ở có mấy tháng à, cái là vớ được một bà má nuôi già quá xá dọn về ở chung. Làm tôi mất mối hết à. Dạ. Thôi tôi ra kèo bản cho thuê tiếp. Dạ. Chừng nào rảnh ghé thăm dì nha con. Dạ con cảm ơn dì. Đi giỏi nha. Dạ. Lẹ lẹ đi con. Phòng này là của con. Dạ con cảm ơn bác. Ừ, sao lại bác, phải là mẹ chứ. Thì chị cũng phải để từ từ, tình cảm mà phải để tự trong lòng đi ra chứ, gượng ép quá thì mất tự nhiên. Phải rồi, từ từ thì sẽ quen thôi, đúng không con trai của mẹ? Đây mẹ có mua áo cho con nhiều lắm, để mẹ lấy cho con coi. Mẹ sắm mấy cái áo sơ mi này cho con, để con đi làm con sẽ thấy tự tin hơn. Có ra vát rất là nhiều ở trong tủ, con cứ việc lựa. Mỗi khi trong công ty có hội tiệc gì đó, con thắt ra vát vào thì sẽ thấy nó chỉnh chu hơn con à. Dạ. Con nhìn xem được không? Con trai của mẹ mà mặc quần áo chỉnh tề chắc là đẹp lắm đây. Dạ, dạ thưa bác. Ừ. Dạ, mẹ làm cho con ngại quá. Có gì đâu mà con ngại. Thì bà mẹ nuôi này nè, muốn mua chuộc tình cảm của con đó mà. Con cứ nhận đi, không thôi bà ta buồn. Ừ. Con nè, hôm nay con mới đến, con cứ nghỉ đi cho khỏe ha. Rồi mẹ sẽ đưa con đi mua xe gắn máy, chứ đi làm bằng xe đạp mới mệt lắm. Cái chuyện này chắc chắn là không cần phải hỏi qua ý của má con rồi. Có xe máy sẽ tiện hơn là xe đạp, đỡ vất vả hơn hả chị? Ừ thì vậy đi.
chị Thảo? Anh Quốc đâu? Chắc là mẹ đang khoe với anh Quốc về tủ quần áo mới đó. À, chị làm gì vậy? Hả? Không, chị ngồi đó đi. Chị ngồi đó đi. Không sao. Không, để chị quản gia làm. Cái chuyện này không được để cho khách bưng. Chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Không sao, để nó đi. Dạ, không sao đâu. Được mà. Chị Thảo, em có chuyện muốn hỏi chị. Em nghe nói là chị với anh Quốc chơi thân với nhau từ nhỏ. Chắc là chị hiểu anh Quốc lắm hả? Em thấy tính tình anh Quốc bộc trực thẳng thắn, chắc là cũng không khó hiểu đâu ha chị ha. Chị biết không, mới đầu á em có tưởng chị là con dâu của dì Tâm, là vợ hôn của anh Quốc đó chứ. Không sao, chị đừng khẩn trương vậy. Không có gì đâu. Dạ, em biết rồi. Em có nghe anh Quốc nói. Thôi, bây giờ vậy đi ha. Cả nhà mình xuống dưới ăn nha. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn để đãi con lắm. Mừng ngày đầu tiên con đến đây để ở chứ. Đi con. Dạ. Đi chị. Dạ. Để mẹ cất cái này. Đi xuống, đi xuống, đi. Thôi, cô Thảo lên nhà trên chơi đi. Chuyện này để tôi mà. Cô quê Vĩnh Long hả? Nhìn cô hiền lành và đầm thắm ghê á. Cô đã có gia đình chưa? Tuổi cô ở dưới quê á cũng có 2 con rồi đó. Hay cô chờ đợi ai mà không chịu mai mối vậy? Cô với cậu Quốc á, 2 người có bà con gì không? Nhìn cậu Quốc á, hiền lành và dễ thương ghê á. Cậu ấy qua đi chơi, không giúp tôi chuyện này, cũng giúp tôi chuyện khác à. Nhìn cô với cậu Quốc á, giống tính nhau y chang à. Cơm nào mà gây cấn như kịch tính hôm nay đó. Em hay quá ha. Ở đó còn ngồi để giỡn nữa. Anh được cưng quá rồi còn gì. Trời ơi, mẹ nuôi thì gấp ăn liên tục luôn. Anh ăn không kịp thở. Còn mẹ ruột thì ngồi đó ganh tị ra mặt luôn á. Anh, em nghĩ á, nếu như hai bà mẹ này á mà ở chung nhà, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra dài dài luôn á. Thôi, cho anh xin đi. Đừng đem chuyện này ra đùa giỡn được không? Anh đang lo muốn chết đi nè. Mà anh có thấy mẹ của em á cố tình làm quá chuyện ra để mà chọc giận mẹ của anh không? Mặt dì Tâm á hả, sụ thấy rõ luôn á.
Thấy sao không thấy? Tình hình căng thẳng như thế này chắc là anh Tránh không cho xảy ra lần thứ hai đâu. Ai biểu? Biểu gì? Trời ơi, dọn nhà còn rủ Thảo với gì Tâm lên làm chi? Anh rủ bao giờ? Trời ơi, mới sáng sớm ra thấy hai người đứng nghe thềm á, anh còn bất ngờ được nói chi. Mà sướng quá còn gì, được má quan tâm này nha, còn có vụ hôn thê lo lắng nữa. Ý em nói là Thảo hả? Anh đã nói là không phải rồi mà. Cái miệng á thì nó quan quan không có gì không có gì, nhưng mà nhìn cách Thảo quan tâm lo lắng cho anh á, ai ai mà tin được. Em có thôi đi không? Nếu đúng vậy thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì tới em? Ờ thì đâu có liên quan gì tới em đâu. Đi ghét. Nghĩ nói chuyện này luôn đi. Ủa, không liên quan sao mà mặt bí xị vậy hả cô ba? Cô ba gì cô ba? Thì em gọi anh là anh hai, thì anh phải gọi em là cô ba. Em gọi anh hai rồi nào? Em không gọi anh hai là anh hai hả? Được rồi, anh sẽ mét mẹ cho mà xem. Mẹ ơi, Quyên Nhi không chịu gọi con là anh. Giỡn gì không vui gì hết. Vui Duyên, vui Duyên, vui Duyên. Vui, 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 vui. Cô ba, cô ba, cô ba. Chị à, tôi nhượng bộ cho chị. Cái chuyện mà nhận làm mẹ nuôi con nuôi á là tại vì tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chị, chứ không phải là để chị muốn làm gì thì chị làm. Chị sao vậy? Chị làm cái gì á thì chị tự biết. Chị nên tự chủ lại đi. Cư xử sao cho vừa phải. Làm quá giống như diễn kịch vậy đó. Tại sao chị lại nói là diễn kịch chứ? Mẹ lo cho con trai thì có gì là sai đâu. Nhưng mà trong mắt mọi người, chị chỉ là mẹ nuôi của nó thôi. Còn nữa, hai ngày cuối tuần á, chị phải cho nó về quê thăm tôi. Tôi không muốn có người nào phải làm áp lực hay là kiếm cách để cản trở không cho nó về quê thăm mẹ của nó. Chị à, tôi làm gì cản trở con chứ. Về hay không, đó là quyền tự do của nó thôi mà. Chưa hết đâu. Chị đừng mua xe máy cho nó. Chị làm như vậy là tập cho nó hư đó. Chị sao vậy? Con nó cực khổ suốt cả ngày. Trời nắng nôi như vậy mà nó phải đạp xe đạp suốt một quãng đường xa. Rồi tối về mệt mỏi, vậy mà cũng phải đạp xe đạp về. Chị không thấy thương con hay sao? Ủa? Chứ nếu mà gia đình không có điều kiện thì làm sao? Ví dụ như trước đây đó, Đạo đâu ra tiền mua xe máy cho nó chứ? Thì bây giờ có điều kiện, mình phải lo cho con đầy đủ chứ. Chị phải thấy xót xa khi con nó không được đầy đủ như vậy chứ. Thì chị làm cái gì phải từ từ. Làm gì mà chị làm tới tấp vậy? Chị biết không, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi lo được cho con. Bộ chị không thấy thằng Quốc nó cũng đang rất vui hay sao? Không thấy. Tôi chỉ thấy là chị nên cẩn thận với mối quan hệ giữa con Nhi với thằng Quốc. Xét ra thì tụi nó là anh em ruột cùng mẹ khác cha. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì... Chị nói gì vậy? Tôi thấy là hình như là con Nhi đối với thằng Quốc không phải là bình thường, mà giống như là tình cảm trai gái vậy đó. Chị phải lưu ý ngăn chặn tụi nó lại khi mà tụi nó chưa biết rõ sự thật. Con đi đâu về vậy? Con đi mua quà cho anh Quốc. Tại hồi sáng con chưa có kịp mua cho ảnh. Rồi con mua gì cho anh hai con? Bí mật. Em gái mua quà cho anh hai, tại sao phải bí mật chứ? Sao mẹ giống như anh Quốc quá à? Một tiếng của anh hai, hai tiếng của anh hai. Thì bây giờ mẹ đã nhận Quốc là con nuôi, con phải gọi là anh hai chứ sao? Thì là anh Thức thôi, chứ anh Quốc có phải là anh Bảo đâu. Mọi người làm con khó xử quá. Con về phòng đây. Sao vậy em? Có chuyện gì
mà mặt mày con gái bí xị vậy? Chuyện con nói lắm anh à. Chuyện có chắc là như vậy không? Anh cũng biết tính của con gái mình rồi, có bao giờ nó chịu tâm sự chuyện riêng tư với mẹ của nó đâu. Em chỉ sợ lửa gần rơm. Còn Quốc đối với Huyền Nhi như thế nào? Cách xử sự rất tự nhiên anh à, dường như nó coi Nhi như là em của nó vậy. Nếu gặp chuyện chuyển hướng như vậy thì người lớn phải can thiệp trước thôi, dứt khoát là không để chuyện trái đạo lý này xảy ra. Chỉ có một cách là cách tụi nó ra thôi. Nhưng em mới vừa nhận được con, anh hiểu em phải làm sao đây? Anh hiểu, từ từ mình tìm cách nào đó cho vẹn toàn nghe. Em thật là rối trí. Lúc đầu nhận được con em rất là vui mừng, không nghĩ là chuyện phức tạp rắc rối này có thể xảy ra. Mà nghĩ cũng phải anh à, chắc có lẽ em phải dập tắt lửa trước khi nó cháy lan. Ủa, anh đi làm mà không ăn sáng hả? Dạ, cô ấy chưa có đi làm, cô ấy còn ở trên phòng á. Ủa gì, ảnh thì sao vậy chị? Tôi có không biết nữa, tôi có hỏi nhưng mà cô ấy nói là cô ấy không muốn ăn thôi. Vậy thôi, tôi lên trển xem sao. À, mẹ, dạ. Mẹ của em đâu? Dạ, bà đi công chuyện từ sáng sớm, mà nghe đâu bà đã đi mua xe cho cô Quốc. Cảm ơn chị. Dạ. Anh Quốc ơi, em Nhi nè. Anh thấy trong người không khỏe hả? Mà sao anh không ăn sáng? Hôm nay anh không đi làm sao? Anh Quốc, anh còn đau đầu về chuyện hôm trước sao? Rồi sao rồi? Có tìm được tên nội gián chưa? Chưa có tìm được. Vì hôm nay anh nghỉ làm hả? Anh được nghỉ phép dài hôm để cho người ta điều tra. Vậy mấy anh em mình đi xem phim ha. Ở ngoài rạp á đang chiếu bộ phim Hàn Quốc là hay lắm. Nghe cái tựa đề là anh muốn xem liền à. Hãy yêu nhau đi, hay không? Anh cảm ơn em, nhưng mà bây giờ anh không có hứng thú đi xem phim. Đi, đi với em cho vui mà. Anh thấy mệt trong người quá, cho nên anh tính ngủ bù. Vậy thôi, không thèm. Con à, có chuyện gì mà Như nó dùng dằn vậy con? Dạ, Như rủ con đi xem phim. Hôm nay con không đi làm sao? Dạ, con đang được nghỉ phép. Vậy thì tốt quá. Nếu mà mẹ biết trước thì hồi sáng mẹ đã rủ con đi xem xe gắn máy cùng với mẹ rồi. Con à, không ấy chiều nay hai mẹ con mình cùng đi xem xe nha. Dạ, thôi từ từ đi mẹ. Mẹ thấy chiếc xe này hợp với con lắm, mình phải tranh thủ chứ con. Bộ chiều nay con bận sao? Chỉ đi một chút xíu thôi, mẹ đã kiếm được cái kiểu xe rồi, chỉ chờ con có đồng ý không thôi à. Dạ. Với lại mẹ nghĩ nếu mà có xe Honda đó, con sẽ đỡ mệt hơn nè, rồi con sẽ về nhà ăn cơm với gia đình sớm hơn. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con biết là mẹ lo cho con nhiều lắm, nhưng mà bây giờ con chưa muốn mua xe. Con thấy con chưa làm được gì cả, con chỉ sợ mẹ lại thất vọng. Hình như có chuyện gì đúng không con? Nói cho mẹ nghe được không? Dạ, con được nghỉ mấy ngày phép. Con tính xin mẹ là cho con về quê thăm má con. À, con tính vậy cũng được. Dạ. Nhi, Nhi à, đứng lại. Con đi đâu vậy? Con đi xem phim. Con không thấy anh hai con có thay đổi gì sao? Có chuyện gì hả mẹ? Sao con không chịu để ý gì con? Không thấy nhị gì hết. Mẹ thấy anh con có vẻ buồn buồn, vậy mà con đành đoạn bỏ đi xem phim. Thì con có rủ anh đi xem phim mà anh không chịu đi, anh than mệt. Nhưng mẹ thấy anh con thay đổi nhiều lắm, chắc là có chuyện gì đó rất buồn. Giờ sao? Con à,
Hay là bây giờ con thử dò la đồng nghiệp xem có chuyện gì xảy ra không? Mẹ nghĩ là có chuyện ở trong công ty. Dạ, vậy để ngày mai con lên công ty con hỏi. Ừ. Con đi nha mẹ. Không thể nào, anh Quốc của em không bao giờ làm chuyện đó. Mọi người có nhầm lẫn gì không? Tôi lúc đầu cũng đâu có tin, nhưng chính cứ đã rành rành trong mail cả những chuyện anh Quốc liên hệ với người bên công ty đó nữa. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tôi cũng rất muốn hỏi Quốc là tại sao đó. Rồi bây giờ tình hình của anh Quốc như thế nào? Tạm thời thì Quốc chỉ bị đình chỉ công việc trong công ty. Công ty đang điều tra. Nếu sự thật đúng là như vậy thì sẽ bị kỷ luật nặng lắm. Kỷ luật hả? Theo anh á thì khả năng anh Quốc bị kỷ luật như thế nào? Nghỉ việc là chắc chắn, nhưng bồi thường thì không thể nào tránh khỏi. Công ty sẽ truy cứu rõ ràng chuyện này. Bồi thường? Mà tại sao phải bồi thường? Tại vì công ty bên đó yêu cầu công ty mình là phải bồi thường tất cả khoản thiệt hại khi chiến dịch tung sản phẩm thất bại trước giờ gờ. Mà cái đó là chuyện công ty với công ty. Mà anh Quốc của em đâu phải là người đứng đầu công ty đâu mà chịu trách nhiệm. Em nói vậy là đâu có được. Tụi tôi đã nhận thực hiện sơ quảng cáo này, đã ký tên và hợp đồng bảo mật. Nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vậy theo anh nghĩ mức tiền đền bù là bao nhiêu? Nghe nói khoảng vài tỷ đó. Nếu như mà anh Quốc không chấp nhận mức phạt này thì sao? Nếu như vậy thì sẽ bị khởi tố ra tòa án dân sự theo đúng hợp đồng. Trời ơi, lại giùm tôi. Dạ. Mẹ tôi đâu? Ở trên phòng đó cô. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Quốc à? Quốc, con để đó cho má đi. Con đi chơi vòng vòng cho khuây khỏa. Hay là qua nhà anh Thảo chơi đi con. Alo, chị Phương đó hả? Thằng Quốc nó có chuyện gì không vậy chị? Từ hôm qua đến nay á, cái mặt của nó giàu giàu à, mà nó không chịu nói chuyện gì hết á. Ở trở nó có chuyện gì không vậy? Tôi chưa biết thực hư ra sao, nhưng nghe Nhi nói lại Quốc có liên đới nhiều chuyện không hay trong công ty chị ạ. Chuyện gì?
mà có nghiêm trọng lắm không? Sao rồi mẹ? Quật về dưới cũng buồn lắm. Không buồn cũng lạ. Tự nhiên đang yên đang lành vậy nè, bao nhiêu chuyện ập xuống dưới đầu vậy á, ngập vô con cho con điên lên được. Đồ nghiệp anh Quốc quá à. Alo anh Quốc hả? Em vừa lên công ty gặp anh Minh. Dạ em đã biết chuyện xảy ra với anh rồi. Em đừng nói với anh là chuyện này em đã nói cho mẹ biết rồi nha. Mẹ anh, mẹ em, tất cả mọi người đều biết hết rồi. Em xin lỗi anh nha. Em nói lung tung cái gì vậy? Làm cho mọi người lo lắng thì được cái gì chứ? Mọi chuyện chưa ngã ngủ mà em. Nhưng mọi chuyện đang vô cùng bất lợi với anh đó. Em có tin anh không? Em tin, mẹ tin, tất cả mọi người đều tin là anh không làm chuyện đó. Vậy thì được rồi. Mẹ nói là anh đừng có quá buồn. Nếu như mà chuyện xảy ra xấu nhất thì mẹ sẽ lo cho anh. Em nói cái gì? Thì nếu như mà dựa vào hợp đồng cam kết gì đó mà công ty bắt anh phải bồi thường thì mẹ sẽ chạy tiền lo cho anh. Mà em nghĩ anh nên bỏ quách công ty đó cho rồi. Công ty gì đâu làm ăn kỳ cục. Em đang nói cái gì vậy? Mẹ chạy tiền để lo cho anh hả? Mẹ nói là bao nhiêu mẹ cũng lo hết á. Cái chính không phải là tiền mà là danh dự. Anh đâu có làm đâu mà anh sợ chứ. Nhưng mà anh đang trong thế là tình ngay lý gian đó. Nếu mà chấp nhận đền bù như vậy chẳng khác nào anh nhận anh làm sao? Thôi, anh muốn yên tĩnh đây, anh cúp máy đó. Trời ơi, anh Quốc, nghe bướng quá đi mất. Mai con lên Sài Gòn phải không? Dạ, công ty họ kêu con lên. Họ... Vậy thì một lát ăn xong á, má qua bên nhà dì Bảy lấy một chục bánh ít. Mai con đem lên Sài Gòn gửi cho con Nhi nghe, nó thích ăn lắm đó. Má... Má còn nghe nói là mẹ nuôi của con á dẫn con đi coi xe mới nữa phải không? Bà ta thiệt là chu đáo, lo lắng cho con đủ thứ hết á. Má, con thấy thật là xấu hổ. Tất cả mọi người ai cũng lo lắng và quan tâm đến con, vậy mà con lại làm cho mọi người thất vọng. Chuyện của công ty á má. Má biết. Quốc à, má đã sống hơn nửa đời người rồi, có cái gì mà má chưa từng trải qua chứ con. Nhưng mà có thử thách á thì mới lớn khôn được. Cho dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, miễn mình đừng làm cái chuyện gì hổ thẹn lương tâm là được rồi con.
Với lại má biết tính con trai của má mà, một trái dừa nè, một trái mận, con cũng không tham lam nữa. Thì huống gì con dám làm cái chuyện động trời đó, đúng không? Má tin, má tin là con trai của má không dám làm điều đó. Ăn cơm đi con. Ăn đi. Con cảm ơn má. Ok, là gặp sau ha. Bye bye. Thiên Quốc, cậu đi theo tôi. Siêng năng cũng như tinh thần trách nhiệm trong công việc. Những chuyện xảy ra vừa rồi tôi rất lấy làm tiếc, bởi nó có thể ảnh hưởng tới cả tương lai của cậu. Vì tin xấu thì lan nhanh lắm, mà cộng đồng trong giới quảng cáo thì không lớn. Nói ra những điều này, tôi muốn cậu hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với những rắc rối sắp tới. Dạ thưa bác, chẳng lẽ cháu không có cơ hội đi giải thích sao? Về chuyện này thì cậu sẽ phải đối chất với ban giám đốc trong một ngày gần đây. Chính họ mới là người quyết định cuối cùng. Tôi mua cho bà được giá là 500 triệu đó, bà tính sao? Hơn nữa được không? Hết giá là 520 triệu. Bà cứ hỏi chỗ khác xem sao. Thôi được rồi, vậy tôi bán. Vậy được, mai tôi qua đặt cọc cho chị luôn. Rồi chị bán nhà chị đi đâu? Tôi lên ở với thằng Quốc. Cái thằng này giỏi thiệt. Mới lên Sài Gòn lập nghiệp mà có nhà ở cửa rước chị lên đó. Nhưng mà chừng nào chị cần tiền? Càng sớm càng tốt. Vậy để mai tôi lo tiền cho chị luôn nha. Vậy tôi về nha. Vì tính bán đất, bán nhà thiệt hả? Vì không thể để cho thằng Quốc có chuyện. Bán nhà rồi vì ở đâu? Cuộc sống sau này sẽ ra sao? Vì cô không biết. Nhưng mà trước mắt á là phải lo cho thằng Quốc cái đã. Vì tôi biết anh có quen, cho nên nhờ anh giúp đỡ cho nhanh. Tôi cần tiền anh à. Anh có thể giúp gấp giùm tôi. Dạ. Giấy tờ nhà cả hai vợ chồng tôi đều đứng tên. Anh yên tâm, nếu như ngân hàng chấp thuận thế chấp thì sẽ có chữ ký của cả hai vợ chồng tôi. Anh làm ơn giúp gấp giùm. Dạ. Có gì thì anh cứ liên hệ với tôi. Cảm ơn anh.
Chào anh. Tôi đây. Có chuyện gì vậy chị Tâm? Chị Phương à, tôi muốn bàn với chị cái chuyện mà đền tiền công ty của thằng Quốc đó. Tôi có khoảng 500 triệu, còn thiếu bao nhiêu chị bù vào nha chị. 500 triệu? Ở đâu chị có? Tôi gom góp, chỉ có khoảng chừng đó thôi. Tôi không muốn cho thằng Quốc xảy ra bất cứ chuyện gì hết đó. Mấy bữa nay tôi thấy nó buồn, mà tôi cũng héo hon cả ruột gan. Thật tình ở dưới này á, tôi không biết ức giáp gì hết đó. Muốn lo cho nó cũng không biết đường nào mà lo. Còn chị ở trển á thì rành rẽ hơn tôi. Có gì chị giúp nó nha chị. Cuối tuần này tôi sẽ đem tiền lên cho chị. Sao chị không trả lời tôi? Tôi hỏi tiền ở đâu chị có. Chị kệ tôi đi, chị đừng có hỏi nữa. Mà thằng Quốc có nhà không chị? Không chị ạ. Nó lên công ty sao giờ này vẫn chưa thấy về. Để tôi hỏi con Di xem sao. Dạ. Chào chị. Chào chị. Chuyện gì vậy con? Thằng Quốc con trai của chị á, dẫn bò cho ăn, cỏ nó không cho ăn, cho xuống ruộng ăn hết đám lúa của tôi mới cấy, nó quần nát không còn một cọng nữa. Nhưng mà tại sao bắt nó lên đây chứ? Chị Tâm, tụi tôi cũng có ý chờ chị. Chuyện không có gì lớn, hai bên hòa giải đi. Chị nên nói chuyện phải trái với anh Bốn để bồi thường. Anh Bốn, hàng xóm với nhau anh nể tình. Nể là nể làm sao? Ruộng của tôi mất sạch 3 công lúa mới cấy. Tính sơ sơ cũng còn tiền chứ ít đâu. Vừa lúa vừa công, lỡ hết vụ của tôi rồi. Được rồi, tôi sẽ đền cho chú. Má, mọi chuyện không như chú Bốn nói đâu. Vừa dắt bò ra đồng á thì coi là bò của tụi thằng Kiên ăn hết rồi. Chú Bốn vừa ra tụi nó chạy mất tiêu, còn có mình con. Đó, cái chú Bốn nắm tay con lại rồi ra ôm sòm, cái dắt con lên đồn ăn nữa. Má chả, má đền bù cho chú Bốn chẳng khác nào nói con làm hết trơn á. Nhưng mà người ta một hai người ta đổ thừa con. Má không đền á, đêm nay con lên công an xã ngủ hả? Con không làm lấy gì phải bắt con chứ. Má không cần biết, bao nhiêu má cũng đền hết á. Má không muốn con xảy ra chuyện gì hết á. Con là Bùi Thị Tâm, con xin khấn ông bà tổ tiên đất đai thổ trạch chứng giám cho con, vì thằng con trai của con gặp chuyện chẳng lành, cho nên con phải bán miếng đất căn nhà này dọn chỗ khác ở. Thank you.
Trời đất ơi, anh Quốc. Hả, anh sao vậy nè? Người anh tầm một bia không mà. Mà ai cho anh uống nước này? Nào cho anh đâu có phải uống đâu. Hả, đi về. Gì hả? Em tới đây làm gì hả? Em đi tìm anh chứ đi đâu. Dạ. Vô ngồi uống bia luôn. Vô cái gì mà vô? Vô. Mẹ cũng đang tìm anh đó. Mẹ lo cho anh lắm anh biết không? Đi, đứng dậy. Ngồi uống đi. Ngồi uống cái gì? Đứng dậy. Đi về trời ơi. Đi ạ. Dạ. Trời ơi. Nè. Mà em từ từ. Em phải lo cho gọi cho mẹ cái đã. Trời ơi. Anh có biết là mẹ lo cho anh lắm không? Mẹ hả? À, con tìm được anh Quốc rồi. Mẹ ơi. Chuyện gì mà quá trời à? Con à, đưa đây cho mẹ. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ lo cho anh con. Vậy mẹ lo cho ảnh nha. Nghe nha mẹ. Con trai của mẹ, con có biết là mẹ lo cho con nhiều lắm không? Đã hơn 20 năm nay mẹ không được ôm ấp con vào lòng. May mà trời Phật thương tình đã giúp cho mẹ con mình có thể gặp được nhau. Bây giờ cho dù phải đánh đổi hết tất cả, mẹ cũng sẽ làm để giữ được con. Mẹ sẽ không bao giờ để sóng gió đến với con một lần nữa. Chào cô. Chào bà. Tôi là mẹ của Thiên Quốc, nhân viên phòng quảng cáo. Dạ. Tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo ở đây, người có chức vụ cao nhất. Dạ, mời bà ngồi đợi trong giây lát. Cảm ơn cô. Dạ. 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 Tôi hiểu rồi. Dạ. Thưa bà, mời bà vào phòng họp ạ. Cảm ơn cô. Chào bà. Tôi đến đây với mục đích gặp người chịu trách nhiệm chuyện của Thiên Quốc, nhưng không ngờ lại gặp người quen. Vậy bà cho tôi hỏi, bà là gì của Thiên Quốc?
Tôi là mẹ nuôi. Mẹ nuôi? Vậy xin mời người mẹ nuôi này vô đề đi. Chuyện này tôi không nắm rõ lắm. Chỉ biết thằng Quốc con tôi bị gán tội vi phạm bảo mật của công ty và bị đình chỉ công tác. Còn biết con tôi sẽ bị bồi thường một số tiền rất lớn. Tiền thì tôi có thể lo được, nhưng còn danh dự của con tôi, tôi muốn chứng minh sự vô can của Thiên Quốc. Thì ra bà đến đây lấy tư cách của một người mẹ nuôi để thay mặt cho Thiên Quốc đền bù tất cả những thiệt hại cho công ty. Vậy bà có biết mình phải đền bao nhiêu tiền không? Tôi đã nói tiền tôi có thể lo được. Tốt. Vậy có nghĩa là bà đã sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn vì đứa con nuôi này, đúng không? Con nuôi. Ông cố tình nhắc lại hai chữ đó để làm gì? Tôi chỉ đơn giản muốn nói tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều, miễn là lấy được danh dự cho Thiên Quốc con trai của tôi. Hay lắm, cao cả lắm. Hiếm thấy có một bà mẹ nuôi nào lại có tấm lòng cao thượng như bà. Thiên Quốc đúng là có phước và đã công lập khi đã chọn một người như bà làm mẹ nuôi. Có lẽ nó sẽ rất cảm động. Cảm động đến độ không thốt nên lời. Nhưng nó không biết, cũng ngay trong lúc này, một đứa con trai khác của bà hiện không biết đang trôi dạt về phương nào bởi sự tất trách của chính người mẹ ruột của nó. Lúc nãy bà có hỏi tôi tại sao cô nhấn đi nhấn lại những từ đó, là bởi vì tôi cảm thấy quá sức căm phẫn khi nghe bà thốt lên những điều dối trá và tịch mẫu tử. Tại sao bà lại có thể vì một đứa con nuôi mà không từng đang bất kỳ một chuyện gì? Vậy còn bé Bảo thì sao? Nó là con ruột của bà. Tại sao bà lại hất hủi xô đẩy nó đến độ bây giờ không ai biết nó sống chết ra sao? Bà không cảm thấy xấu hổ khi ngồi nói chuyện trước mặt tôi sao? Ông, bà yên tâm đi, chuyện của Thiên Quốc tôi sẽ làm đúng nguyên tắc. Còn bà, xin lỗi, bà đi về đi. Nhưng ông có thể... Tôi không muốn tiếp bà một lần nào nữa về chuyện này hết. Mời bà. Khoan đã, ông ạ. Cô làm ơn vô mời bà ta ra ngoài. Tí nữa tôi cần căn phòng này để họp.
Nghe mày hỏi nè, công ty có chuyện gì phải không? Không phải có chuyện mà là chuyện lớn. Có một nhân viên bên phòng thiết kế tiết lộ điều bí mật của công ty cho đối thủ, làm bể hợp đồng, bồi thường cho khách hàng. Ba đang điên đầu đó. Thì ra là như vậy. Còn phải ông cố tình tránh mặt tôi. Biết vậy còn làm phiền tôi làm chi? Nhưng tôi có chuyện muốn nói với ông. Ngược lại, tôi không có gì để nói với bà. Xảy ra với hai người vậy? Tại sao ông đã tránh mặt gì? Tôi muốn gặp ông ấy để giải quyết chuyện đứa con nuôi đang gặp rắc rối, mà ông ấy đang là người phụ trách. Con nuôi? Nó làm cùng công ty với ông Liêm. À, thì ra là cái chuyện vi phạm bảo mật đúng không? Ông ấy có kể cho cô nghe sao? À, bất cứ cái chuyện gì ông đều kể cho tôi nghe hết á. Cái vụ này hơi lớn. Nhân viên đó là con nuôi của chị hả? Ông ấy tức giận vì cho rằng tôi chối bỏ đứa con ruột mà lại đi lo lắng cho đứa con nuôi. Nhưng ông ấy đâu biết được rằng nó chính là chị. Có khuất tất trong chuyện này phải không chị? Chị đang giấu điều gì phải không? Theo tôi thì chị nên nói ra hết đi. Nói ra hết những cái gì uất ức trong lòng của chị để cho ông ấy hiểu. Nếu không thì tôi cứ lẩn quẩn hoài. Có chuyện gì vậy chị? Nhưng ông ấy có hề cho tôi cơ hội để nói đâu. À, hay là chị cứ nói cho tôi nghe đi ha. Rồi tôi sẽ lựa lời, tôi khuyên ổng. Biết đâu ông nghe lời tôi, ổng sẽ giúp đỡ cho chị và đứa con nuôi của chị. Nó không phải là con nuôi. Nó chính là đứa con thất lạc của tôi và ông Liêm ngày xưa. Thằng Bảo, nó là con ruột của tôi và ông Liêm. Chị nói sao? Đứa đó là... Phải. Thằng Bảo, bây giờ nó tên là Thiên Quốc và đang làm cùng công ty với ông ấy. Chị giấu ảnh à? Không, tôi không định giấu. Tôi chỉ mới biết nó sau này thôi. Và cũng chỉ mới biết nó cùng làm chung với ông Liêm. Như vậy là quan nghiệp quá. Cha con không biết nhau để gây ra chuyện éo le. Chính vì vậy mà tôi mới sợ. Đến lúc này thì phải gặp ông ấy để nói ra sự thật thôi. Mấy ngày nay ông ấy cứ cố tình tránh mặt, không cho tôi cơ hội để giải thích. Tôi nghĩ á, chị nên nói thẳng cho anh biết đi. Chị có tin tôi không? Tôi sẽ thay chị nói giùm chuyện này. Công ty hả? Sao anh lại về trễ vậy? Anh ăn gì chưa? Mấy ngày không lên công ty, công việc chất đóng, giải quyết tới giờ vẫn chưa xong. Vậy anh đi tắm đi nha. Rồi em có chuyện muốn nói với anh.
Có phải anh muốn tránh mặt bà Phương? Sao bà biết? Sáng nay bà ấy có đến đây ngay sau khi anh đi. Em có mời bà ấy vào nhà. Nhìn bà ấy có vẻ đầy tâm trạng. Nói chuyện gì? Thì chị ấy muốn anh giúp cho đứa con nuôi. Tôi không muốn nhắc tới chuyện này. Em biết là anh giận dữ lắm. Nhưng em biết chị ấy cũng rất khổ tâm khi vô tình làm thất lạc đứa con của mình. Đó là sự cố mà anh. Không có người mẹ nào nhẫn tâm dứt bỏ nắm ruột của mình đâu. Em là phụ nữ, em hiểu mà. Lúc trước em đã tự nhủ rằng nếu em bước thêm một bước nữa thì người chồng của em sẽ thương yêu con của em cũng giống như là thương yêu chính em vậy. Em cũng rất cảm ơn anh vì đã thương và coi thằng Cường như là con ruột của mình. Chuyện chị ấy nhận con nuôi và lo lắng cho nó là dễ hiểu lắm. Anh cũng nên thông cảm mà bỏ qua. Thật là mâu thuẫn. Trong khi còn ruột ra thì chối bỏ, còn lại đi lo lắng cho con của người khác. À, nếu vậy thì chuyện cậu Quốc anh tính xử lý như sao? Quốc là một nhân viên tốt. Tôi cũng đánh giá rất cao về năng lực và tư cách của cậu ta. Nhưng mà từ khi gặp lại bà ấy, tự nhiên tôi đâm ra không còn thiện cảm với nó nữa. Có phải chị ấy đồng ý bồi thường cho công ty đúng không? Đúng. Làm chuyện không giống ai. 70 năm chứ không có gì thay đổi. Hồi nãy bà nói có chuyện muốn nói là chuyện này đó hả? Dạ. Bây giờ đừng nhắc tới nữa. Sao mẹ Phương lại làm điều đó? Bởi vì bà ấy quan tâm tới cậu. Chẳng lẽ cậu cũng thấy đó là một niềm diễm phúc dành cho cậu sao? Dạ. Nhưng mà thật sự thì cháu không muốn gì cháu mà mẹ Phương. Tôi tạm một chút. Cậu và bà Phương nhận mẹ con nào? Dạ. Đó có thể gọi là một nhân duyên. Mẹ Phương quý cháu, muốn nhận cháu làm con nuôi trong một hoàn cảnh rất là tình cờ. Nhưng mà cháu không muốn mẹ Phương tới đây làm phiền bác, rồi lại nhờ bác rửa tội cho cháu. Cháu không muốn. Tôi biết đây là ý của bà ấy. Nhưng mà có khi nào cậu được gặp ra cho mình, cậu hỏi là tại sao bà ấy lại cùng với cậu đến đây? Ý của bác muốn nói là bà Phương đã đặc biệt một người cho cậu. Alo. Chị Phương hả? Tôi nghe đây. Hôm qua cô đã nói chuyện với ông ấy giùm tôi chưa? Xin lỗi chị nha. Tôi vừa nhắc đến á là ông ấy bực mình gạt phắt vậy đó. Ông ấy thật là cố chấp. Thôi, để tôi tìm cách khác vậy.
Chị à, bây giờ chị tính là sao? Tôi sẽ trực tiếp nói với ông ấy. Ý, không được không được. Chị cũng biết cái tánh của ông rồi đó. Ông nóng lắm. Chị nói như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Thôi nè, để từ từ đi ha. Từ từ rồi tôi lựa khi nào á ông nguội lại, hoặc là ông vui vẻ rồi tôi sẽ nói chuyện với ông sau nha. Nhưng nếu sự việc cứ kéo dài như vậy thì tội nghiệp cho thằng Quốc. Được rồi, chị cứ chờ vài ngày nữa đã. Chị cứ tin tôi đi. Bye bye. Hai má mi. Hai con. Nghe má mi hỏi nè, cái thằng Quốc gì đó nó có giỏi không con? Trời, cái thằng đó chẳng có tài cán gì cả. Nó chỉ giỏi con cái là anh Hùng Rơm thôi. Vậy mà ba con nó thiện cảm với nó dữ lắm đó. Nó giỏi lấy lòng đách đi quá. Con thì không thích cái vẻ màu mè dạy tính đàn bà như vậy. Con không thích nhưng mà ba con thích. Ba con khen nó trước mặt mẹ nhiều lần rồi đó. Thì chính vì khen như vậy á, bây giờ nó mới gây ra đại họa. À, con, bây giờ cái chuyện đó sao rồi? Thì bây giờ đơn giản, đuổi việc, bồi thường những gì tổn thất cho công ty. Nếu không bồi thường á, thì kiện ra tòa mà đụng tới pháp luật á, là mệt lắm đó. Mẹ nó đồng ý bồi thường đó. Má mi nói gì? Mẹ của nó đồng ý bồi thường. Mẹ của nó dưới quê giàu lắm hả? Số tiền hàng tỷ lần đó. Ở dưới quê chỉ là mẹ nuôi thôi. Mẹ ruột của nó có khả năng. Mà sao má mi biết rõ chuyện này quá vậy? Con nghe đây, thằng Quốc nó chính là con ruột của ba con và người vợ trước của ông đó. Má mi nói thật hả? Tạm thời á, ba con chưa biết đến chuyện này. Mẹ ruột của nó tìm cách cứu nó bằng cách lợi dụng tình máu mủ cha con. Thật không ngờ là có chuyện này. Vậy là thằng Quốc thoát nạn. Chắc chắn rồi. Khi mà ba con biết được nó là con ruột của ông. Khốn kiếp. Số của mày còn may mắn lắm. Ba con rất là thương nhớ người con này. Tâm nguyện cuối cùng của ông ấy là về Việt Nam tìm lại đứa con ruột này. Nhưng ông rất là thất vọng và tức giận khi hay được tin là đứa con này bị thất lạc. Nhưng mà tại sao má mày lại biết rõ chuyện này, trong khi đó Daddy không biết gì cả? Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là mẹ chỉ sợ cái chuyện này bại lộ ra thì tất cả những tài sản và tình thương ông sẽ dồn hết cho nó. Ý của má mi muốn nói là nó là người mà trong tương lai nó sẽ lấy hết những gì tất cả mẹ con mình có. Nhưng má mi tính sao? Mẹ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Anh thật không ngờ á, mẹ lên tận công ty rồi đòi bồi thường nếu như công ty chịu bỏ qua chuyện này. Vậy anh thấy sao? Anh thấy mình thật là tệ. Chưa làm được trò trống gì á mà làm cho mọi người lo lắng như vậy rồi. Bây giờ á, anh muốn gặp mẹ nói chuyện quá. Anh không nên tự dằn vặt mình như vậy. Đâu có ai muốn chuyện này đâu. Bản thân của anh nó lại càng không. Thôi thì nạn kiếp này anh phải ráng vượt qua. Của đi thay người mà, tiền tài á anh còn kiếm lại được. Quan trọng là anh được bình an. Làm gì làm em lom lom vậy? Thì cái này mẹ hay nói cho nên em nghe em quen mà. Nhưng mà thật sự á, anh rất ngại gặp mẹ. Bởi vì anh cũng không biết mở lời với mẹ như thế nào đây. Thì anh cứ nhận những gì mà mẹ nó lo cho anh đi. Đó cũng là hành động mà cảm ơn mà. Nhưng mà anh không muốn mẹ làm như vậy. Bởi vì anh đâu có làm chuyện đó đâu. Em biết.
Nhưng mà trước mắt phải chạy để mà lo cho anh. Biết đâu quá hả, sau này mọi chuyện sáng tỏ, rồi họ còn bồi thường cho mình gấp đôi thì sao? He he gì mà he. Anh đã lạc quan lên, vì anh đâu có làm gì sai đâu, đúng không? Anh cảm ơn em. Anh phải cảm ơn những người đang lo lắng cho anh kìa. Đó cũng là hành động thiết thực, em chỉ lo bằng cái miệng thôi à. Ý em nói là mẹ đó hả? Còn má anh nữa làm chi. Em nghe nói á, bà đã bán hết nhà cửa ruộng vườn đất đai để mà lo cho anh đó. Nghe đâu hả, cũng được 500 triệu đó nha. Em nói sao? Má anh bán nhà hả? Má ngủ chưa má? Con hả? Sao giờ này chưa ngủ? Nè, hình như là con đang đi lang thang ngoài đường phải không? Con xin lỗi má. Con có lỗi phải gì mà phải xin chứ. Thiệt tình á, là ở dưới này má không biết chuyện gì xảy ra cho con hết á. Nhưng mà má tin là con trai của má không làm chuyện gì mà sai trái với lương tâm hết á. Còn cái chuyện xui rủi á thì trời chứ ai để dạ con à. Nhưng vì tại sao má lại bán nhà? Nhà đó hả? Thì á, cái nhà này trước sau thì cũng là của con mà. Bây giờ con gặp chuyện thì má bán đi để ứng phó trước mắt với con. Miễn sao con tai qua nạn khỏi là được rồi. Với lại sống ở chỗ này á mấy chục năm rồi, đi ra đi vô gặp mặt quen quá biết má chán. Má thích sống ở Sài Gòn đông đúc vui vẻ hơn. Với lại má thích sống ở gần con. Miễn là sau này á má lên Sài Gòn má ở với con á, con đừng đuổi má ra khỏi nhà là được rồi ha. Má Quân nè, con còn nhớ năm con 4 tuổi không? Lúc đó hả, thằng Tiên nó làm bể bánh tráng của bà Tư bán gánh đó. Nó sợ ba má đánh đòn nó, nó mới đổ thừa là con làm bể. Là bữa đó đó, má phải bỏ tiền ra để đền cho bà Tư. Rồi sau đó má con mình đâu có tiền đi chợ. Bữa đó là má con mình đó mới ăn cơm không với nước mắm đó, con có nhớ không? Lúc đó con về, má không trách mắng và cằn nhằn con một tiếng. Cái con leo lên giường thì cho má đánh. Má mất tuổi rồi. Rồi má không đau lòng. Con có biết tại sao không? Vì má luôn tin tưởng con trai của má, là không bao giờ làm cho má đau lòng. Rồi mấy ngày sau má ăn tin qua, xin lỗi má. Rồi trả tiền lại cho má. Má mới dẫn con trai của má đi ăn một bữa nó bé bụng luôn. Vậy con đã lớn khôn và trưởng thành, má tin là con hiểu biết cái gì nên làm và không nên làm. Thôi đi về nhà ngủ đi, đừng có lang thang ngoài đường nữa nghe chưa. Má cũng đi ngủ nè. Dạ con nghe lời má, con sẽ đi về ngủ sớm. Má ơi, má con phải ngủ sớm nha má. Có gì má nhớ đắp mình để giữ ấm nha má. Thank you.
Chào chị. Ông ấy đi rồi, yên tâm. Chị vô nhà đi. Dạ. Ông ấy hơi sốc khi nghe tin Quốc á chính là con ruột của ông. Ông vẫn không tha thứ cho chị, cho nên tốt nhất là chị đừng làm phiền ông. Vậy còn vì chứng minh Thiên Quốc vô tội, ông ấy có nói là sẽ tìm cách không cô? Việc này hơi căng thẳng đó, vì chứng cứ quá rõ ràng cho nên khó tháo gỡ lắm. Nhưng ông nói là ông sẽ tìm cách giúp. Ông ấy còn dặn á, chị đừng tới lui công ty để gây dị nghị. Ông nói từ từ rồi ông sẽ lo. Tôi hiểu. Cảm ơn cô. Có gì đâu mà cảm ơn. Con của chị cũng là con của tôi mà. Cầu cho nó đừng bị gì là tốt rồi. Lúc này công việc nhiều lắm hả anh? Chuyện gì? Nếu là chuyện của bà Phương nữa thì đừng nói. Em biết anh rất bực mình khi nghe em nhắc tới chị ấy. Nhưng mà chị ấy cứ 5 lần 7 lượt đến đây cầu cạnh em. Em thấy tội nghiệp cho chị ấy lắm. Tình thương của người mẹ mà sao cản được. Tình thương cái gì? Dơ dẫn. Chị ấy thì sao đâu á. Chắc gì bức bách quá cho nên mới bịa ra chuyện đó. Em nghe qua mà cũng thấy bực mình đây nè. Bịa gì? Anh hứa với em là không được nổi nóng khi nghe cái chuyện này nha. Vậy thì đừng có nói. Thấy chưa? Chưa nghe mà đã vậy rồi. Số là gì? Hôm qua chị nói với em á là nhờ em nói lại với anh, thằng Quốc chính là thằng Bảo đó. Chị nói với em á là chị đã tìm được đứa con thất lạc năm xưa, giờ nó đã lớn khôn và đặt tên là Thiên Quốc. Quang đường. Nói ra thì ai cũng thấy vậy. Có lẽ chị em muốn nóng lòng, muốn anh giúp Thiên Quốc, cho nên chị em mới làm liều bịa ra chuyện đó. Vậy thì chừng nào bà Phương tới đây, bà Phương nói thẳng là tôi không giúp được gì, đừng có mắc công. Con à. Dạ. Cái chuyện của Quốc sao rồi con? Cũng sắp có kết quả rồi mẹ. Nhưng mà con nghe nói phải bỏ phiếu để quyết định hình thức kỷ luật. Trong đó có lá phiếu của ba con. Dạ đúng. Nhưng mà theo con được biết, ba rất là do dự trong quyết định này. Ba còn nói với chú Phú, tương lai của một thanh niên đang nằm trong tay của chúng ta, nên cần phải cân nhắc để không hối hận sau này. Tính của ba con là như vậy đó. Hình như con thấy ba có một chút xíu gì đó thiên vị đối với thằng này. Chứng cứ đã quá rõ ràng, còn oan ức cái gì nữa. Đó là sợi dây vô hình của máu mủ ruột rà. Ý của mẹ muốn nói là mẹ đang lo là một ngày không xa, giấy không gói được lửa. Mẹ không thể nào ngồi yên nhìn mọi việc đi ngược lại những gì mẹ tính. Mẹ tính sao? Những gì mà cái nhà này đang có phải thuộc về con. Mẹ đã nhẫn nhịn chịu đựng tất cả cũng vì tương lai của con. Vậy bây giờ mẹ tính sao đây? Con phải tìm cách đẩy thằng Quốc ra khỏi công ty càng sớm càng tốt.
đừng để cho ba con có cơ hội tiếp cận với nó. Con hiểu chưa? Chuyện này thì con làm được. Mẹ tin con trai của mẹ sẽ làm được. Bây giờ là lúc mọi người đã biểu quyết có nên đưa ra kỷ luật nặng đối với Thiên Quốc hay không. Theo tôi, mức độ vi phạm của Quốc không nằm trong nội bộ của công ty mà còn ảnh hưởng đến khách hàng, làm cho công ty ta mất uy tín trầm trọng. Nó sẽ có hệ lụy về sau mà chúng ta mất nhiều thời gian và tiền bạc mới mong kỳ dừng lại được. Nếu điều này lan truyền ra ngoài thì không có một khách hàng nào dám cộng tác khi hệ thống bảo mật của tập đoàn ACB quá sơ hở. Tôi đồng ý với anh Chiến. Chuyện này dù lớn hay nhỏ, nhưng nếu như chúng ta bỏ qua chẳng khác nào dung túng cho những chuyện không hay trong công ty. Cứ xem đây là bài học chúng ta muốn gửi tới toàn thể nhân viên, phải có ý thức và luôn trong tư thế làm việc tốt nhất. Thưởng phạt phân minh sẽ làm cho nhân viên tâm phục khẩu phục. Tôi đề nghị gửi công văn cho các công ty trong ngành để không sử dụng nhân viên xấu như Quốc chạy việc. Nếu như vậy, các anh chẳng khác nào lấy Thiên Quốc ra để làm luật xong. Mà làm như vậy thì cũng bất công quá với công ta hay không? Nếu nói về phạm lỗi, ai trong chúng ta không từng phạm lỗi, nhất là đối với tuổi trẻ, nông cạn và bồng bột. Theo tôi thì chúng ta nên để cho Thiên Quốc một cơ hội để thấy sai, sửa sai. Tôi đồng ý với quan điểm này. Hãy cho thấy công ty ta không chỉ biết kinh doanh mà còn là một công ty có triết lý sống nhân văn. Điều này sẽ giúp chúng ta có sự trung thành và nhiều giá trị khác mà phải đổi bao nhiêu tiền bạc và thời gian mới gây dựng được. Nếu vậy, tôi xin đề nghị chuyển chức năng kinh doanh công ty. Thay vì quảng cáo, ta nên nở thành trường dạy nhân cách cho thanh thiếu niên. Anh chỉ gần như vậy là hơi quá rồi. Tương lai của một con người đâu phải là chuyện đùa. Chúng ta đưa ra đây là để cân nhắc, chứ không phải để chứng minh mình qua sự việc này. Dĩ nhiên anh muốn tạo cơ hội cho Quốc cũng đúng thôi. Vì tôi nghe tin ở hành lang mẹ của Quốc đến gặp anh. Hơn nữa chỗ quen thâm tình, chắc anh nể năng vụ tình nghĩa năm xưa. Anh Thôi, xin quý vị đừng vì chuyện này mà bất lòng với nhau. Bây giờ là lúc chúng ta hãy tỏ ra quan điểm đó bằng cách biểu quyết đi. Tôi đồng ý kỷ luật nặng anh Thiên Quốc. Tôi cũng đồng ý. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Như vậy là cuộc họp của chúng ta có 2 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Anh cũng nên có ý kiến đi. Vô đi. Xin lỗi mấy chú, vì có công dân khẩn bên công ty BBNA. Còn công ty mọi người đang họp xong. Công dân này có liên quan nội dung của mấy chú đang họp. Vậy là sao? Sao lại như vậy? Dạ thưa mấy chú, theo con điều tra, ngoài việc Thiên Quốc gửi những thông tin về chiến lược quảng cáo mới cho công ty đối thủ, trong đó còn đính kèm theo những tập tin bảo mật. Đó là những điểm yếu của sản phẩm của khách hàng. Và chính vì điều đó mà công ty đối thủ dựa vào đó mà công kích công ty chúng ta. Hiện giờ thì công ty BBNA rất là tức giận. Họ muốn bồi thường tiền theo như hợp đồng đã bàn giao. Họ còn muốn đưa sự việc này ra pháp luật. Cập nhật vậy sao? Dạ, vì trong luật kinh doanh có ghi rõ kẻ nào tiết lộ vu khống và bôi nhọ uy tín của một tổ chức thì sẽ bị truy tố về hình sự. Bác cho gọi cháu. Cậu đọc tập hồ sơ để trên bàn đi. Dạ.
Sao lại có chuyện này? Sao cậu lại hỏi tôi? Chuyện này phải hỏi cậu chứ. Trong thông tin của cậu gửi cho đối thủ có toàn bộ thông tin đủ cho đối thủ hạ gục khách hàng của chúng ta. Tôi muốn cậu giải thích về chuyện này. Thật sự cháu không gửi bất cứ thứ gì cho đối thủ cả. Chắc là có ai ăn cắp mật khẩu mail của cháu để làm chuyện này. Ý của cậu là có kẻ ném đá dấu tay. Dạ. Thì cậu có gây mất lòng với ai không ở trong công ty này? Dạ cháu không biết. Vì là có kẻ hãm hại cậu. Họ làm vậy nhằm mục đích gì? Cháu thật sự không biết. Chuyện gì cậu cũng không biết. Tôi cho cậu hay, lần này quyền quyết định không phải ở công ty chúng ta mà là của khách hàng. Họ sẽ đưa chuyện này ra tòa nhờ luật pháp giải quyết đó. Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Cậu làm sao vậy? Hả? Cậu bị làm sao vậy? Cậu không sao không? Dạ, cậu bị bệnh à? Dạ, không sao. Mỗi lần mà cháu bị chấn động mạnh về tinh thần thì cháu rất khó thở. Sao cậu không đi khám bệnh đi? Dạ, chuyện bình thường mà bác. Đó là cảm xúc khi mà gặp một điều bất ngờ mà. Chắc không sao đâu. Cậu không được chủ quan. Sức khỏe là quan trọng nhất. Cậu phải đi khám coi bác sĩ người ta nói sao. Nhất là trong thời điểm này, cậu cần phải bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết những rắc rối trước mắt đây nè. Dạ, cháu cảm ơn bác. Anh à, anh sao vậy? Anh mệt mỏi lắm hả? Không sao. Anh à, cái vụ chị Phương anh nhờ anh nó tới đâu rồi? Anh có lo được gì cho ông Quốc không? Sự việc có vẻ càng ngày càng trầm trọng hơn. Dữ vậy sao anh? Đến cỡ nào hả anh? Nếu bên kia làm lớn chuyện, có thể phải ra tòa. Trời ơi, sao dữ vậy? Vì một số tài liệu mật bị lộ, cho nên bên kia kiện công ty và riêng cá nhân Quốc về tội vu khống. Anh à, có cách nào tháo gỡ được không anh? Phải coi bên kia nó kiện cáo sao, rồi bên đây mới ứng phó. Sao nó làm ra cái chuyện to vậy? Nghe anh nói mà em lo cho thằng Cường lắm. Tuổi trẻ bây giờ nó háo thắng lắm. Nó làm cái gì nó chẳng nghĩ đến hậu quả. Rồi hết cách rồi phải không anh? Thôi, tôi đi tắm đây. Nên ăn ngon hơn. Ăn từ từ thôi con. Nè, chuyện gì làm cho con vui vậy? Thằng Quốc nó đã gây thêm một đại họa. Và bây giờ nó phải đối mặt với những rắc rối mà nó đã gây ra. Tội nghiệp nó. Sao nó khờ khạo quá vậy? Không phải là khờ khạo đâu mẹ, mà nó không may thôi. Bởi vì nó đã phạm một điều mà nó không nên phạm. Điều gì vậy con? Nó đã dám chiếm đoạt
những gì thuộc sở hữu của Quốc Cường. Là nó mắc kẹt công chuyện gì đó. Ráng chờ một chút đi con. Điện thoại cũng không bắt máy nữa. Mẹ đã nói rồi, con đừng có nóng, cứ ráng chờ. Gì vậy con? Mẹ ơi, anh Quốc nó gặp chuyện nữa rồi. Chị ra ngoài đợi nha. Dạ. Xin mời chị ra ngoài. Ông ơi, ông có phải là chủ của thằng Quốc không ông? Tôi đây. Tôi là mẹ của nó nè ông. Ông ơi, tôi xin ông, tôi xin ông hãy tin nó đi. Nó không làm điều gì để trái với lương tâm hết ông à. Tôi là mẹ của nó, tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tôi biết tính của nó mà. Nó không tham lam, nó không hại ai hết. Với lại nó từng nói với tôi, nó từng nói tôi nó rất mừng khi được làm công ty của ông mà. Nó sẽ không làm ngược lại những điều nó mơ ước đâu ông à. Bình tĩnh à. Tôi xin ông hãy cứu nó đi ông à. Được rồi, anh đã buông vải ra. Ông ơi ông, bà hãy bình tĩnh đi. Ông ơi ông, tìm cách đi ông. Ông tìm cách cứu thằng Quốc con tôi nó thoát khỏi tội đi ông à. Nó còn trẻ, tương lai của nó còn dài, nó không thể nào xảy ra chuyện gì hết. Nếu mà nó có chuyện gì cách tôi sống không nổi nữa. Ông cứu nó đi con, dòng xanh nó ra lần thứ hai đâu. Má, ông xin ông cứu nó đi ông ơi. Má ơi, Quốc ơi Quốc, con tìm cách nói với ông chủ đi Quốc. Nói với ông chủ là con không có tội gì đi Quốc. Đi nói đi con. Má ơi, nói đi con. Má bình tĩnh lại đi má. Con đâu có sao đâu. Dạ, con xin lỗi má. Má, Hà ơi, má đi với con đi má. Má. Má, bố uống nước chanh đi má. Má lên đây làm chi vậy? Má lên sao má không nói cho con biết? Vì nghe báo tin nên tức tốc lên đây. Nè, má nghe nói con sẽ bị truy tố gì đó phải không? Rồi con có bị bắt không vậy? Con có làm sao đâu. Nếu mà con bị gì thì đâu có ngồi đây với má đâu. Cho nên má cứ yên tâm đi, con không có sao cả. Con nói thiệt không đó? Không có giấu má nghe chưa? Có cái gì phải cho má biết liền. Chứ mà bất thình lình hả, má chịu không có nổi đâu đó. Con biết rồi mà, con không có sao đâu. Má an tâm đi nha. Sao lại không bắt máy? Ông đang làm gì vậy? Alo, xin hỏi có phải là công ty ACP không ạ? Tôi cần gặp ông Quỳnh Liêm, nhờ cô chuyển máy giúp. Xin hỏi cô từ đâu gọi đến? Xin cho tôi biết tên. Tôi là Phương, người quen với ông ấy. Dạ xin lỗi cô, ông Liêm sáng nay có vào công ty nhưng đã ra sân bay cách đây một tiếng. Ra sân bay? Để làm gì? Dạ ông Liêm đi công tác ở Hồng Kông. Hồng Kông? Alo, alo, alo. À, tôi đang... Cảm ơn cô. Thank you.
Phương đây. Có phải ông ấy hôm nay đi Hồng Kông không? Đúng rồi chị. Sao lại bỏ đi Hồng Kông trong khi con trai mình có chuyện chứ? Chị à, cái chuyến công tác này á đã lên lịch từ tháng trước rồi chị à. Dù có chuyện gì đi nữa thì phải đình lại tất cả mọi công việc để lo cho con chứ. Thằng Quốc là con trai của ông kia mà. Ông ấy phải biết chỉ có ông mới có thể cứu được con mà thôi. Sao có thể đành đoạn bỏ đi như vậy được? À chị à, trong cái chuyện này thì không xong rồi. Tới sân bay chưa? Dạ, ba đang mua nước uống. Tôi đang cho hành lý cho ba. Chừng nào ba vào hả? Dạ, khoảng 30 phút nữa. Con em, nghe mẹ nói nè. Ba đang trên đường tới sân bay để gặp ba con đó. Bập bất cứ giá nào, con chặn bà ta lại. Không cho gặp ba con nghe chưa? Hãy dạy cho ba con chồng có thể sớm hơn để tránh mặt bà ta, hiểu đó. Sau một tuần, mọi việc sẽ kết thúc. Con hiểu ý mẹ chưa? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Thôi, ba đang ra, con cúp máy nha. Ủa? Dạ, ba. Mẹ vừa gọi điện hỏi thăm ba, đã đi chưa? À, ba. À, bây giờ ba lên máy bay đi. Con về công ty có việc gấp. Vậy con về trước đi. Nhưng mà ba phải vô phòng ngồi chờ, con mới yên tâm được. Con yên tâm đi, ba biết lo cho mình mà. Đưa đây. Dạ. This is the last call for Mr. Chong Tianlong. Chong Tianlong, seat number 14F. Passengers of Malaysia Airlines and Vietnam Airlines, flight MA-VN-759, departing from BGM.
Dì đã nghĩ sai về bà. Lúc đầu khi nghe bà Phương nói, tôi cứ ngỡ đó là sự bịa đặt. Trên đời này mọi thứ có thể bịa đặt hay giả tạo, nhưng tình mẫu tử thì không. Đó là tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể thay thế hay so sánh được. Nhưng tại sao khi nãy ông lại tin tôi? Nhìn vào ánh mắt của bà, tôi hiểu bà nói thật. Cảm ơn ông, cảm ơn vì vẫn còn tin tôi. Giờ thì tôi đã có thể lý giải được tại sao tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho Thiên Quốc hồi mới gặp và tiếp xúc với nó. Tôi có một cảm giác rất là kỳ lạ, cứ như là tôi bị thôi miên vậy. Thì ra đó là sức hút vô hình của hai người có cùng một dòng máu. Nếu như ông đi, tôi không biết Thiên Quốc con chúng ta sẽ ra sao. Tôi xin ông hãy cứu lấy con. Vấn đề bây giờ là phải chứng minh mình được Thiên Quốc vô tội. Nó là con ông mà, ông phải tin nó chứ. Tôi tin, nhưng mà mọi người cũng phải tin nó nữa chứ. Nhưng ông sẽ có cách. Sẽ có cách đúng không? Tôi sẽ tìm cách. Bà chờ tôi một chút. Alo, cô Bích đó hả? Tôi Quỳnh Liêm đây. Tôi đã hủy chuyến bay qua Hồng Kông rồi. Bây giờ cô hãy gọi điện qua bên đó, thu xếp với họ là dời cuộc họp qua ngày khác giùm tôi nha. Cảm ơn cô. Tôi sẽ đi Hồng Kông sau khi chứng minh Thiên Quốc vô tội. Cảm ơn ông. Dạ, xin cảm ơn ạ. Viện cô báo lại dùm. Ông Liêm đi vắng một tuần, không ai được vô phòng của ông Liêm. Xin lỗi anh, ông Liêm vừa gọi điện thoại báo là đã hủy chuyến bay và ông đang trên đường ở đây. Alo, mẹ nghe đây. Quán trách hay nặng lời với tôi cũng xin nghe. Cho đến lúc này tôi mới biết những việc mình làm là hoàn toàn sai. Đây không phải là lúc quy trách nhiệm ai đúng ai sai lên cuộc đời của thằng Quốc. Chỉ trách là chúng ta vì quá thương con đã gây nên bao nhiêu nghịch cảnh, cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là thằng Quốc. Phải chi ngày ấy tôi đừng nóng giận. Hiểu lầm để gia đình mình tan vỡ. Phải chi bà được gửi con cho bà hai lát. Và nếu không có sự xuất hiện vô duyên của tôi, nếu tôi không cạn nghĩ, thì có lẽ giờ này thằng Quốc nó đã lớn lên trong tình thương yêu giống như bao đứa trẻ khác. Nghĩ đến lúc thằng Quốc biết được sự thật, tôi lo sợ quá. Không, tôi nghĩ chuyện này không nên để cho Quốc biết. Liệu như vậy có ổn hay không? Làm như vậy chẳng khác nào chúng ta lừa dối con mình. Thôi thì bây giờ tới đâu hay tới đó. Trước mắt á là mình tính chuyện ở công ty, làm sao cho thằng Quốc được vô tội. Chuyện này thì tôi có thể tìm cách để minh oan cho Thiên Quốc. Nhưng hai người cũng phải hứa với tôi là sau khi Thiên Quốc được minh oan thì hai người cũng phải một lần đối diện sự thật với nó. Tôi không muốn tiếp tục lừa dối con mình.
Tình hình sao rồi con? Ba bắt đầu cho điều tra từ phòng của con. Giờ ông đã cho gặp riêng từng người một. Vì ông đã biết thằng Quốc chính là con ruột của ông, nên bắt đầu tìm cách để mà cứu con. Con nghe mẹ hỏi nè, tội của thằng Quốc đó có thể cứu được không con? Không dễ đâu mẹ, vì mọi chứng cứ đều gây bất lợi cho nó. Trời xuống đây cứu chưa chắc còn được, đừng nói chi là ba. Hình như là ba con đã về. À con à, để mẹ xuống mở cửa, con về phòng đi ha. Anh mới về hả? Ừ. Anh Cường đâu? Nó về trước anh 5 phút á. Hôm nay ở công ty anh có gặp nó không? Nó đi công tác rồi về thẳng nhà luôn nên chưa gặp. Có chuyện gì không anh? Để tôi vô phòng nó. Anh à, chắc giờ này nó cũng đã ngủ rồi. Có chuyện gì á thì mai anh gặp nó anh nói. Anh cũng đã mệt rồi, vô tắm ngửa rồi nghỉ ngơi đi anh. Anh nói sao? Thằng Quốc là thằng Bảo à? Vậy là lời chị Phương nói đúng là sự thật. Được. Tôi đã gặp người mẹ đã nuôi nó 20 năm. Thật không ngờ nó đã ở rất gần một bên, vậy mà tôi không hay biết gì. Nó đã khôn lớn rồi. Vậy là trời Phật đã thương anh, cho anh tìm được con. Trễ còn hơn không anh à? Nhưng chưa kịp hưởng niềm vui gặp con thì đã phải đối diện với bao điều rắc rối như hiện nay. Vậy anh có gỡ được tội cho thằng Quốc không? Em nghe nói sự việc này rất là nghiêm trọng, dính dáng tới pháp luật. Mọi việc đang diễn tiếp theo chiều hướng rất xấu. Tất cả đã quá muộn. Anh còn đang đau đầu đây. Chuyện gì thì nó cũng đã xảy ra rồi. Bên khách hàng cũng đã nắm hết bằng chứng và chuẩn bị khởi kiện. Chứng cứ đã đành đành thì làm sao xóa được. Thậm chí họ còn muốn làm lớn chuyện và muốn đưa vụ kiện này đi đến cùng. Nếu như trường hợp xấu nhất thì mình phải làm sao đây anh? Thằng Quốc sẽ bị khởi kiện và bị tù. Nghiêm trọng vậy sao? Đúng. Không, không thể được. Anh không thể không cứu thằng Quốc được. Nhưng cứu nó bằng cách nào bây giờ? Nếu không xoay sở đảo lộn được kết quả thì phải thí chốt. Thí chốt? Phải tìm một hình nhân thế mạng cho thằng Quốc. Trong công ty phải có một người làm chuyện này, nhưng không phải là thằng Quốc. Ý của bà là? Chuyện này cũng không khó. Thằng Cường sẽ chọn và em sẽ nói chuyện. Tiền có thể giải quyết được mọi chuyện. Không thể được. Không thể làm vậy. Không lẽ anh nhìn thằng Quốc đi tù sao?
Mời Giao. Chị đâu cô? Dạ thưa ông, có bản phát của công ty PP&A. Họ thông báo bắt đầu khởi kiện công ty mình và nhân viên phòng quảng cáo Bùi Lê Thiên Quốc. Hỏi chuyện của thằng Quốc ông lo đến đâu rồi? Đã tìm được người minh quan cho nó chưa? Ông đừng giấu tôi. Có gì thì cứ nói ra. Ông cứ càng úp úp mở mở, tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Bà yên tâm, tôi lo được mà. Bây giờ tôi có một cuộc họp, tí nữa tôi gọi lại sau nha. Sao rồi? Ông nói sao chị? Ông Liêm nói sẽ có cách, chúng ta đừng lo. Trời ơi, sao mà không lo được chứ? Đâu còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Tôi lo quá à. Có khi nào... Chị đừng nói quở. Tôi sẽ không bao giờ để con có chuyện gì xảy ra đâu.
anh không có sao đâu. Anh chỉ lên công an để cho lời khai thôi. Chuyện này á em đừng có nói với má với mẹ biết nha. Có con mẹ với má lo đó. Nhớ đấy nha. Anh không sao thật mà. Hai đứa về đi. Dạ, chiều tối ba nhớ về sớm nha ba. Mẹ cũng đã ở nhà chờ tin thôi ba. Thôi con cúp máy đây, con gọi điện để báo cho ba biết thôi. Dạ, vậy nha ba. Chị à, chị gọi điện cho máy xem sao. Đã hơn 3 tiếng rồi, mà tại sao vẫn chưa liên lạc được vậy? Con à, con có sao không con hả? Mọi người an tâm đi, con không có sao cả. Lên trên đó người ta chỉ hỏi con vài câu thôi hả? Quốc nó không sao đâu, người ta chỉ lấy lời khai rồi làm thủ tục gửi qua tòa án thôi à. Con làm má lo quá à. Con ơi, mẹ cũng sợ lắm, nếu con có chuyện gì chắc là mẹ chết mất. Con không sao đâu mà. Chắc Quốc cũng đã mệt rồi, mình cho nó lên phòng nghỉ đi ha. Đi con. Dạ. Ông nói thiệt đi, sự việc là như thế nào? Tại sao công an lại chuyển hồ sơ lên tòa án để khởi kiện? Đúng, trước sau gì con nó cũng phải ra tòa thôi. Dạ. Rồi sau đó? Cái đó cũng còn tùy theo phán quyết của tòa án nữa. Như vậy có nghĩa còn tôi sẽ bị ở tù hay sao? Ông đã làm gì vậy? Ông hứa là lo, lo mà lo như vậy à? Lo mà để cho tòa kêu án nó như vậy sao? Còn gì tương lai của nó nữa? Bà hãy bình tĩnh đi. Bình tĩnh? Con trai tôi đang gặp hoạn nạn như vậy, sao ông lại có thể biểu tôi bình tĩnh được chứ? Tôi cũng đang rối trí, nhưng mà tôi hứa với bà, thằng Quốc nó sẽ không sao đâu, bà yên tâm đi. Ông cũng đã nói như vậy rồi, hứa thì cũng đã hứa, nhưng sự việc ngày càng trầm trọng hơn. Hôm nay thì công an mời, ngày mai thì phải ra tòa. Thằng Bảo kìa, bà Phương, bà có sao không vậy? Phiền ông hãy chăm sóc cho bà ấy. Hãy nói lại với bà ấy là thằng Quốc sẽ không sao đâu. Nói xui cho bà ấy yên tâm thì tôi không nói được. Chẳng khác nào khiến bà ấy hy vọng lại càng thất vọng hơn. Tôi xin hứa danh dự, nếu thằng Quốc mà nó có xảy ra chuyện gì thì tôi không xứng làm cha của nó. Phiền ông hãy nói lại với bà ấy như vậy. Xin phép ông. Biết vậy á, má không cho con lên Sài Gòn đâu. Thà ở dưới với má, có gì á má không biết đường chạy chọt. Ở trên này á, má có quen ai biết đâu mà lo chạy cho con chứ. Thôi mà, con nói với má rồi, con không có sao đâu. Không sao, không sao hả? Không sao mà công an bắt con lên trụ sở. Rồi còn nói sau này á,
chuyển qua tòa án nữa. Bây giờ mà không biết đường nào để lo chạy cho con đây, má cũng không biết giờ lúc này má phải làm cái gì cho con nữa Quốc à. Má à, má từng dạy con á là bất cứ chuyện gì trên cõi đời này nó cũng có ngã rẽ. Biết đâu được á, ngày mai con ra tòa án, con là người vô tội thì sao? Đúng không? Ngày mai á, con ra ngoài á, con sẽ nói tất cả sự thật cho tòa nghe, rồi tòa sẽ minh oan cho con thôi. Với lại con đâu có làm đâu mà người ta kết tội con, đúng không? Pháp luật á luôn có sự công minh của nó mà. Nhưng mà má nghe con đi, má tin con đi mà. Nếu như mà công an không mời con lên á, con cũng sẽ lên gặp công an để nhờ công an điều tra ra trắng đen sự thật như thế nào. Chứ mà cứ úp úp mở mở như vậy á, nó rất là khó chịu lắm má. Phải minh oan cho con chứ. Má chỉ cần ở bên cạnh con nè, là điểm dựa cho con, để con vượt qua cái thử thách này nha má. Chính vì vậy má phải giữ gìn sức khỏe. Má phải ngủ sớm. Chứ bây giờ má có mệnh hệ gì á, con biết làm sao đây, đúng không? Thôi cười lên đi. Thôi cười miễn cưỡng quá. Bây giờ má xuống phòng ngủ sớm nha. Con có sao đâu. Với lại con cũng thấy mệt mệt trong người, con muốn ngủ sớm. Má xuống dưới ngủ nha. Thảo, đưa má xuống dưới ngủ giúp Quốc đi nha. Mà chắc là không sao hen. Không sao mà. Má ngủ ngon nha. Nghe nói hồi chiều anh với thằng Quốc lên công an hả? Vậy là mọi chuyện không dừng lại được rồi. Sắp tới thằng Quốc
sẽ bị khởi kiện về tội vu khống và bôi nhọ. Rất có thể nó phải đối diện với tù tội. Trời ơi, chuyện lớn vậy sao? Vậy là chết nó rồi. Thì đúng là một người cha vô tích sự. Thấy con đi vào đường cùng, bà không biết phải làm sao. Anh đừng có trách mình như vậy. Vì thì tôi xứng đáng làm cha sao? Anh phải là người giữ bình tĩnh trong lúc này. Anh phải sáng suốt minh mẫn để lo cho thằng Quốc chứ. Anh mà đầu hàng thì thằng Quốc biết trông cậy vào ai? Nhưng thực chất tôi không làm gì được cho con. Không phải là không có cách, tại vì anh không muốn thôi. Ý của bà là em đã nhờ thằng Cường lo liệu. Nó đã thỏa thuận với một người thay thế. Nếu anh nhắm mắt để cho em với thằng Cường lo thì Quốc sẽ không sao. Đường cùng thì mình phải làm như vậy, chứ em đâu muốn mình làm kẻ xấu. Không lẽ anh muốn thằng Quốc nhìn anh qua song sắt sao? Em thấy anh như vậy em đâu có ngồi yên. Còn thằng Cường á, nó thấy anh như vậy á, nó cũng lo lắm. Nhưng mà làm sao có thể? Có tiền là được. Anh không cần biết em phải làm sao. Anh cứ yên tâm để em lo. Thôi, để em đi pha nước cho anh tắm nha. Ra lo liền thì bảo đặt đâu sự giảm đấy.